Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học cách thiết lập môi trường Java Servlet. Chúng ta vào bắt đầu ha. Thiết lập môi trường Java Servlet thì các em sẽ cài gồm những bước sau. Thứ nhất là các em phải thiết lập cái bộ phát triển Java, Java Development Kit, thiết lập web server, ở đây là web server Tomcat, và thiết lập các classpath, các đường dẫn. Như vậy, để thiết lập cái môi trường Servlet thì các em phải có cài Tomcat, cài Java Developer Kit JDK, cài các cái bộ công cụ soạn thảo Java Servlet, gồm có như NetBeans, rồi Eclipse, Web Developer, Easy Developer. Thì cái link các cái công cụ này thì đã để sẵn trong cái đường dẫn này, các bạn có lấy đường dẫn này về cách ta đào về. Bây giờ thầy hướng dẫn chúng ta cách chúng ta đào các cái tool này nha. Thì chúng ta vào Google, chúng ta sẽ gõ Eclipse. Nếu chúng ta không muốn đào cái theo đường dẫn của thầy đưa thì các em có thể vào nha. Eclipse download. Đấy, thì chúng ta có thể bấm vào year for đây year for Java developer được chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành thì các bạn download nó về ra bản tùy theo hệ điều hành của chúng ta. Điều hành ta có là Windows thì ta tải cái bản Windows 32 bit hoặc 64 bit, Mac OS 32 bit hoặc 64 bit, Linux 32 bit 64 bit ta tải về được chưa? Thì nó có thể cài hoặc là nén. Thì đây trên cái link của thầy đã để sẵn cái clip về giải nén. Chúng ta giải nén và ta sử dụng thôi, không cần phải cài đặt gì cho nó nặng máy. Khi nào chúng ta muốn gỡ bỏ, chúng ta xóa cái thư mục đó là được. Đấy, thì mà có thể cài cái clip về ha. Rồi Tomcat cũng vậy, chúng ta vào Google và chúng ta gõ Aperture Tomcat. Đấy. Aperture Tomcat download. Đấy, thì vô cái trang Aperture Tomcat và chúng ta đào về. Đấy, thì chúng ta chọn 8 hoặc là 9 là tùy các bạn ha. Đấy, bây giờ thầy đang xài là bản 8. Nha. Thì lúc này nó sẽ hiện ra và chúng ta chọn cái con co 8 đây zip, ta đào nó về hoặc chúng ta cài thì chúng ta sẽ lấy phần phía dưới đúng không ạ, tùy các bạn. Đây, tải về thì thầy cũng đã tải về sẵn ở đây là 8.5 đã 8.5 thì chúng ta tải về. Rồi JDK thì các bạn cài JDK 8 thì muốn tải được JDK 8 bạn phải có tài khoản trên Oracle. Cho nên ở đây thầy đã tải sẵn cái JDK 8 cho chúng ta. Thì JDK 8 thì phiên bản thầy đang cài là 2.7.1, thì nó có phiên bản mới là 3.0.1. Ví dụ đây của cái máy mắt thì chúng ta có tải cái này. Như vậy sau khi chúng ta tải nó về xong thì chúng ta sẽ cài cái JDK trước. Thấy chưa? Cài JDK. Đấy, theo thư mục mặc định hoặc là chúng ta đặt nó ở trong một cái ổ đĩa, không phải đồ đi hệ thống, được chưa? Là tùy chúng ta đặt ở đâu, chúng ta phải nhớ là chúng ta cài nó vào vị trí nào. Đấy, okay. Sau khi ta cài xong thì ta giải nén Aperture Tomcat và Eclipse ra, giải nén ra thành hai thư mục, thì bỏ nó ở trong ổ đĩa hệ thống hoặc là ổ đĩa lưu trữ cũng được nha. Giải nén ra hai cái Eclipse và Tomcat. Đấy, ví dụ như của thầy sẽ giải nén nó ra như sau. Thì thầy sẽ giải nén ra là Aperture Tomcat, thầy giải nén ở ODC chẳng hạn. Đấy, đặt nó nằm đây. Đây là thư mục để chúng ta chạy Aperture Tomcat server. Tại vì ở cái buổi đầu tiên chúng ta đã biết về cách thế nào là một website, đúng không? Các cái khái niệm cơ bản của website rồi. Thì thầy đã giải thích ngôn ngữ Java là một ngôn ngữ cấp cao, muốn chạy được trên trình duyệt web thì phải biên dịch ra. Và biên dịch về nó phải cần một web server như vậy. Rồi Eclipse thì giải nén web ra đây. Đấy,
Còn Java thì cài đặt theo mặc định của nó thì nó sẽ ra vào Program File và Java. Ở trong này chúng ta có hai cái thư mục là JDK. Khi ta cài, ta tải nó về ta cài thì nó sẽ cài hai cái phần này, JDK và JEE. Đó là cái bước cài. Sau khi chúng ta cài đặt xong cái bộ tool thì chúng ta đến cái phần là thiết lập. Vào đây kích chuột phải vào Windows Explorer, kích chuột phải chọn Property. Thì trong Property này chúng ta sẽ có này Advanced Setting. Đây là Windows 10 thầy ha, Windows 10 Advanced Setting. Đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ có được cái cơ sở và chúng ta chọn là Environment Variable và trong phần System System Variable chúng ta sẽ tiến hành tạo nha. Chúng ta tiến hành tạo. Đấy. Chúng ta tiến hành đáp new và chúng ta tạo hai cái biến biến Java Home. Java Home đúng không? Java Home. Đó. Thì các bạn viết tiếng Hoa thông thường nha, viết tiếng Hoa đàng hoàng hết tiếng Hoa hết nha. Tiếng Hoa để ta dễ nhìn vậy. Đấy. Rồi chúng ta chỉ cái đường dẫn tới browser directory dẫn chỉ đường dẫn tới cái thư mục mà chúng ta cài. Đấy. Thư mục mà chúng ta cài. Được chưa? Chỉ đường dẫn đến thư mục mà chúng ta cài JDK của chúng ta. Program file Java JDK để tới đó thôi nha. Đấy. Rồi bấm OK thì nó ra được một cái tham chiếu. Làm tương tự như vậy chúng ta có JDK Home, JDK Home. Được chưa? JDK Home và chúng ta cũng làm tương tự đặt là Java JDK Home. Hãy nhìn giống như cái này các bạn sẽ thấy là đây có hai cái 2.1. Được chưa? 2.1. OK. Đấy. Rồi sau đó chúng ta tìm tới cái phần patch, được chưa? Tìm tới cái phần patch, tìm tới cái phần patch này và cái phần patch này các bạn, các em sẽ tiến hành chỉ đến cái thư mục bin của nó, chỉ đến thư mục bin của nó thì chúng ta bấm nhấp vào nó và chúng ta edit nó. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ đưa, được chưa? Đấy, chúng ta sẽ đưa vào. Đấy, chúng ta sẽ đưa vào. Đấy, chúng ta tạo new. Đấy, và chúng ta gõ. Được chưa? Đấy. Rồi đây. Đấy, chúng ta có tạo new và chúng ta gõ theo cú pháp. Ví dụ Java là cái biến mà chúng ta tạo nãy. Phần trăm Java home phần trăm set bin, Java home phần trăm set bin. Đấy, hai cái thư mục mà chúng ta tạo môi trường cho nó. Được chưa? Đấy. Rồi sau khi chúng ta có được cái môi trường xong rồi thì chúng ta test thử. Rồi chúng ta test thử thì chúng ta sẽ vô là cmd common rob, gõ chữ c nó ra chữ common rob à ha, common rob. Đấy. Và chúng ta gõ thử là java version. Version. Được chưa? Thì nó nhận diện ra cái version chúng ta đã cài đặt. Đấy. Rồi là Java C version. Đấy, thì đó là chúng ta thành công trong cái vấn đề cấu hình môi trường của JDK trên máy chúng ta. Trên máy chúng ta. Đó. Sau khi chúng ta có được cái môi trường JDK rồi thì chúng ta sẽ khởi động vào cái thư mục Eclipse và chúng ta khởi động Eclipse lên. Đúng không? Ta khởi động Eclipse lên. Đó. Thì nó yêu cầu chúng ta tạo một cái quạt bay, thì trong khi ta khởi động mặc định thì nó sẽ có một cái quạt bay mặc định chúng ta. Các bạn có thể bấm quạt bay mặc định của nó là Eclipse và quạt bay, Eclipse quạt bay đúng không, và mặc định của nó. Còn nếu chúng ta muốn tạo một cái quạt bay riêng cho mình thì trong quá trình chúng ta làm, các em có thể tạo một cái quạt bay riêng của mình bằng cách browser và chúng ta tạo một cái vị trí nào đó để chúng ta lưu trữ cái quạt bay của mình. Những sao cái thư mục chúng ta lưu trữ nó là quạt bay. Ví dụ đây thì tạo một cái đấy cái từ quạt bay, được chưa? Thì nó sẽ load
khi chúng ta tạo project nó sẽ nằm trong cái thư mục quật bay này đấy, thì chúng ta làm project khác chúng ta có thể tạo cái quật bay khác tùy theo chúng ta quản lý nha. Đó là cách chúng ta tạo, ví dụ đây thì tạo ra một cái thư mục con được chưa, ví dụ như là servlet đấy, thì trong servlet này thì sẽ tạo ra một cái thư mục là quật bay đấy, quật bay được chưa đấy, thì lúc này thì thầy selector thì thầy sẽ có được cái quật quật bay mà thầy cần và thầy load. Còn cái quật bay mặc định của nó, nếu chúng ta không chỉnh thì nó nằm ở trong cái user, nằm trong user ha, chung nè, nằm trong user chúng ta sẽ có là clip quật bay, đây là quật bay mặc định của nó nằm ở đây. Nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta không thay đổi thì nó cái quật bay nằm đó. Đấy. Còn khi chúng ta làm chúng ta thay đổi ha. Thì khi chúng ta khởi động clip xong thì chúng ta sẽ đóng cái hộp welcome này đi. Đóng hộp welcome này đi ha. Đây là cái môi trường Java. Clip chúng ta làm việc thì cái vùng bên trái là cái vùng mà đã chứa các danh sách cái process, vùng chính giữa là vùng code và những cái cửa sổ hỗ trợ chúng ta có thể tắt đi và chúng ta thể mở lại nó trong negotiation nha. Dưới này chúng ta có các thẻ xác đấy, thì cái thẻ quan trọng tiếp theo là chúng ta sẽ cấu hình cái tôm kết mà nãy chúng ta tải về và chúng ta giải nén ra ở trong cái clip này, và chúng ta bấm vào thẻ server và chúng ta kích vào để chúng ta ra, và thì lúc này chúng ta sẽ gọi là Tomcat đấy ra, thì lúc này nó sẽ hiện ra Tomcat cho chúng ta và chúng ta chọn cái bản mà chúng ta đã đào về nãy thì của thầy là 8.5 334 gì đó, thì chúng ta chọn bản 8.5, bạn tải vào bản nào thì bạn chọn bản đó ha. Đấy, next, và chúng ta chỉ đến cái thư mục mà chúng ta đã tải và giải nén cái Tomcat ra. Đấy. Ok. Được chưa? Và còn GDE nó sẽ tham chiếu đến cái GDE mà chúng ta đã được cấu hình. Được chưa? Thì cái việc nếu chúng ta chưa cấu hình cái này, nếu chúng ta chưa cấu hình này thì chúng ta có thể bấm install GDE vô trong Tomcat GDE trong cái clip này, thì nếu trong này chưa có cái này thì chúng ta sẽ add một cái đường dẫn và chúng ta chỉ tới cái đường dẫn GDE ha, GDE mà chúng ta cài ở trong cái máy chúng ta. Đấy. Ví dụ đây trong của thầy đây là RORM file CGE108 GORE108 ha. Đấy, đã có rồi. Xong cái test là test test vô. Bấm test vô mình ta chọn cái thư mục GORE home chúng ta. Được chưa? Đấy. Thì nó ra cái này. Ok. Thì chúng ta sẽ chọn cái GORE này. Đấy. Bấm next. Được chưa? Process nào chúng ta đưa vô nếu không có thì ta bấm finish. Đó. Thì lúc này nó sẽ có một cái server nha. Và chúng ta nhấp đúp lên nó chúng ta sẽ có được cái thông tin. Nhấp đúp lên nó chúng ta sẽ có được thông tin. Nha. Đấy chúng ta có là HTTP 1 bọt 8080. Đấy. Chúng ta có thể chỉnh lại cái bọt này tùy theo miễn sao nó không trùng với các bọt làm việc trên server trên máy tính chúng ta là được. Thì cái bọt này thứ tự bọt như thế nào thì chúng ta học trong môn network chúng ta sẽ biết nó ha. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử kích chuột phải và chúng ta có tạc link là để xóa nguồn nhớ của Tomcat, được chưa? Còn tạc là chúng ta khởi động nó. Đấy. Được chưa? Như vậy sau khi khởi động xong chúng ta có thể vào trình duyệt và chúng ta gõ localhost, được chưa? Ta có thể gõ localhost. Đấy, thì nó ra cái trang 404 có nghĩa là chưa có cái dữ liệu nội dung cho cái trang web của gì, chúng ta chưa có cái process nào. Chúng ta chưa có process nào hết. Đấy, chúng ta chỉ có server thôi. Đó là phần chúng ta thiết lập cái môi trường cho Tomcat nha. Môi trường tiếp theo mà thầy hướng dẫn các em là thiết lập cái môi trường web Maven. Đấy, chúng ta có new nè. Maven process nè. Đấy, đây làm web bằng Java, chúng ta có thể làm bằng Maven process hoặc là Dynamic Web process. Thì bây giờ thầy hướng dẫn ra cách Maven process này trong cái trong máy chúng ta để chúng ta làm việc nha. Thì đầu tiên các em cũng phải download cho thầy về cái
cái gói Apache Maven 3.6, được rồi, 3.6, và chúng ta giải nén ra, ví dụ thầy giải nén ở Odyssey đây, thầy giải nén đây, đấy thầy giải nén, được chưa? Rồi sau đó thầy cũng vào lại trong cái system, đúng không? Thầy tiến hành thầy tiến hành tạo cái môi trường cho nó. Chúng ta có một cái Maven Home giống như nãy và chỉ tới đường dẫn Maven. Maven ha. Rồi trong cái thư mục trong cái đường dẫn bash này chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái Maven Home dẫn đến cái thư mục bin. Dẫn đến thư mục bin. Đấy. Là chúng ta cấu hình cái Maven trong cái Windows chúng ta xong rồi. Trong máy chúng ta xong rồi. Được chưa? Đấy. Còn trong các hệ điều hành khác thì các bạn đọc trên Google để chúng ta biết cách làm nó add vô giống tương tự ha. Đấy. Rồi sau đó trong cái clip thì chúng ta sẽ có là Windows reference và chúng ta có một cái Maven. Đấy. Dạ. Thì chúng ta sẽ có là view setting. View setting ha. Thì cái Maven này nó sẽ tạo ra một cái file. Maven này nó sẽ tạo ra một cái file nè, được yeah. À, một cái file system XML nằm trong cái nằm trong cái M2, nằm trong M2. Đấy. Thì nó sẽ đọc cái file này để nó tiến hành làm gì? Đọc cái file này để nó tiến hành nó lưu trữ các thư viện Java về khi chúng ta làm về web. Cho nên chúng ta có thể chỉnh lại cái đường dẫn này repository này là về một cái thư mục khác, về một thư mục khác trên máy của mình để giúp ta lưu giữ cái thư viện đó tốt hơn. Khi nếu mà ví dụ như máy chúng ta bị trục trặc ở ổ đĩa C thì chúng ta vẫn còn cái thư viện đó để chúng ta sử dụng. Thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách đổi cái đường dẫn này khác đi. Đấy, thì các bạn các em sẽ vào trong cái Apache Maven, Apache Maven và chúng ta vào bin co vào cái thư mục cons và chúng ta mở cái file system lên bằng notepad thì chúng ta sẽ có cái đường dẫn nằm ở đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ lấy cái local repository ta copy nó xuống và chúng ta đổi nó lại. Ví dụ thầy copy và thầy đổi lại, ví dụ thầy đổi nó là mẫu E M2. Đấy, M2. Nè. Thì có nghĩa là trong cái ổ E thầy tạo một cái thư mục tên là M2 và thầy chứa các thư viện, đây là các thư viện Maven được load về sau người ta làm các process. Đấy, các bạn thấy nó rất tiện lợi, rất tiện lợi nha, rất tiện lợi. Đấy. Thì sau khi chúng ta sửa này xong rồi, ta sửa này xong rồi thì chúng ta save nó lại. Nha. Thì chúng ta vào clip và chúng ta chỉnh lại cái cấu hình ta chỉnh lại cái cấu hình. Đấy. Và lúc này chúng ta sẽ vào cái Maven và chúng ta chọn cái consisting. Đấy. Thì các bạn thấy là lúc này nó sẽ hiện lên một cái đường dẫn mà chúng ta đã tạo, repository chúng ta tạo nha. Rồi bấm apply. Được chưa? Đấy. Thì lúc này chúng ta đã cấu hình xong cái Maven Roset. Thì sau này chúng ta học về làm web, chúng ta sẽ có thể sử dụng cái Roset Maven này để thực thi làm cái Roset web của mình. Nó sẽ tự động, nó sẽ kiểm soát các phiên bản của các thư viện mà mình tải về, ví dụ thư viện và Sublet, VHDL, các thư viện và Vim, v.v. Đấy, thì nó sẽ kiểm soát nó tải về cho chúng ta tương ứng. Đấy. Còn đối với Dynamic Web Process thì các bạn phải lên Google bạn tải cái file chấm ra và bạn đưa vô cái thư viện của mình thì nó vất vả hơn. Còn cái Maven thì chúng ta sẽ tiến hành lên Google và chúng ta lấy cái đường dẫn về là tự nó tải thôi. Ví dụ ta sẽ có là GSCL đúng không? Maven. Đấy, GSCL Maven thì nó ra cái Maven Repository. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn cái phiên bản mà chúng ta có nhiều người sử dụng nhất. Đấy. Và lúc này chúng ta lấy cái Maven này về và chúng ta đưa vào cái file bom chúng ta.
trong web Maven chúng ta có một thêm form và chúng ta đưa cái form nó về cái này là nó sẽ load được cái phương án này, thì lúc ta làm các bài sau thầy sẽ hướng dẫn chi tiết đó. Như vậy thầy vừa hướng dẫn xong cái phần về cài đặt môi trường làm việc Servlet cho chúng ta.